Karaoke Mộc Lan ở Long Thành và karaoke Lan Anh ở xã Tam Phước Biên Hòa đã bị xử phạt vi phạm hành chính. Nhằm chấn chỉnh tình trạng này, thì lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đồng Nai, trưởng đoàn 814 cho biết sẽ tổ chức phân vùng đánh điểm, có kế hoạch phối hợp đoàn 814 tỉnh và địa phương để kiểm tra đột xuất, không báo trước những quán karaoke nghi vấn. Dự kiến là tuần sau, sở này sẽ làm việc với công an để phối hợp xử lý karaoke trá hình, cà phê chòi và một số dịch vụ khác. Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quốc tế đáng chú ý.